Xin chào quý vị đang theo dõi bản tin điểm tuần của Trường Đại học Tài chính Marketing. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin số 22 tuần 3 tháng 2 năm 2023. Sáng ngày 14 tháng 2 năm 2023, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đã phối hợp với Trường Đại học Tài chính Marketing tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo Bộ Tiêu chuẩn Đánh giá Chất lượng Cơ sở Giáo dục Đại học được ban hành theo thông tư số 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát biểu chào mừng tại phiên khai mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng nhà trường, đã nhấn mạnh vai trò của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với nhà trường, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo trung tâm và đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khi nhận lời triển khai hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Tài chính Marketing. Thầy hiệu trưởng cũng đề nghị các đơn vị, phòng ban cùng phối hợp tạo điều kiện để đoàn đánh giá ngoài hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Quỳnh Lam, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng cảm ơn Trường Đại học Tài chính Marketing đã tin tưởng lựa chọn trung tâm, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực và cam kết của nhà trường trong hoạt động đảm bảo chất lượng, cải tiến chương trình đào tạo liên tục có được sự đổi mới. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Quỳnh Lam nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và cam kết triển khai các hoạt động đầy đủ, đúng quy trình, quy định. Sau phiên khai mạc, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã triển khai các hoạt động nghiên cứu hồ sơ minh chứng, khảo sát thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan, tham quan, kiểm tra các cơ sở vật chất của nhà trường để có thể đưa ra những nhận định, đánh giá xác thực mức độ đáp ứng yêu cầu về chuẩn chất lượng đối với các kết quả hoạt động của nhà trường và những hoạt động cải tiến chất lượng mà Trường Đại học Tài chính Marketing đã triển khai sau đợt kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 1. Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chu kỳ 2 của nhà trường được diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực và hiệu quả, chiều ngày 18 tháng 2 năm 2023, đoàn đánh giá ngoài đến từ Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Tài chính Marketing. Đợt khảo sát chính thức được diễn ra từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023 tại Trường Đại học Tài chính Marketing, gồm các hoạt động như nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, hồ sơ minh chứng, khảo sát và trao đổi với các đơn vị, phỏng vấn các bên liên quan trong và ngoài trường, kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất. Tại phiên bế mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Hồng, trưởng đoàn đánh giá ngoài đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát. Báo cáo đã khái quát quá trình thực hiện nhiệm vụ của đoàn, nêu lên những cơ sở, nguyên tắc, tiêu chuẩn của quá trình đánh giá, làm nổi bật những điểm mạnh và các khuyến nghị mà nhà trường cần cải tiến chất lượng trong thời gian tới. Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng nhà trường đặc biệt trân trọng và tiếp thu những khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài để có thể phát huy những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế, có kế hoạch, chương trình hành động cải tiến chất lượng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến đoàn đánh giá ngoài đã làm việc hết sức nghiêm túc, chuyên nghiệp, minh bạch và trách nhiệm để thực hiện thành công đợt khảo sát. Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2023, Trường Đại học Tài chính Marketing đã long trọng tổ chức lễ khai giảng cao học đợt 3 năm 2022 cho 112 học viên trúng tuyển và nhập học. Phát biểu khai giảng khóa học, lãnh đạo nhà trường đã gửi lời chúc mừng đến các học viên đã vượt qua kỳ tuyển sinh nghiêm túc để chính thức trở thành các học viên cao học của Trường Đại học Tài chính Marketing. Để khóa học đạt kết quả cao nhất, yêu cầu mỗi học viên cao học phát huy tinh thần chủ động tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận cùng với thầy cô giáo và bạn bè trên lớp, thực hiện đúng nội quy của lớp học, của nhà trường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình. Đào tạo sau đại học là một trong những chức năng, nhiệm vụ chủ đạo của Trường Đại học Tài chính Marketing, góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu của xã hội nói chung và ngành tài chính nói riêng. Thưa quý vị, trong tuần 3 của tháng 2 năm 2023, sắc vàng của UFM tiếp tục có mặt tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn TP.HCM cũng như các tỉnh thành lân cận để mang đến những thông tin tuyển sinh mới nhất, trả lời các thắc mắc của các bạn thí sinh cũng như định hướng nghề nghiệp trước khi các bạn lựa chọn ngôi trường phù hợp để theo học. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh tại các buổi tư vấn do phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận lại được.
tiếp nối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục tin nóng, cập nhật các tin tức trong xã hội được các bạn trẻ quan tâm. Trong thời gian gần đây, cụm từ đúng nhận sai cãi đã trở thành hot trend, được đăng tải kèm theo những dòng trạng thái, video ngắn trên mạng xã hội. Được biết, cụm từ đúng nhận sai cãi xuất phát từ câu nói cửa miệng của cô đồng TH, người thường xuyên nhận xem bói bằng cách bổ cau. Cụ thể, trong đoạn clip ngắn, cô H sẽ tiến hành nhận và bổ quả cau do khách xem bói đưa cho. Sau đó, cô đồng H sẽ nhìn vào quả cau để phán chuyện tài lộc, sức khỏe, gia cảnh quá khứ của người hỏi. Không chỉ xem số mệnh, dự đoán về công việc, tình duyên, cô H còn có thể chỉ đích danh họ tên của các thành viên trong gia đình người hỏi. Sau mỗi lần phán chuyện của người đến xem bói, cô đồng H luôn nói đúng nhận sai cãi cho tôi. Các video cô đồng bổ cau nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trước sự việc này, Công an tỉnh Hải Dương, Công an thị xã Kinh Môn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xử lý hành vi cổ suý hủ tục mê tín dị đoan lên mạng xã hội của cô đồng này. Trong quá trình làm việc, bà Trương Thị Hát đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, đồng thời khẳng định việc quay và phát tán clip trên mạng xã hội đều do tự mình Hát làm. Công an thị xã Kinh Môn đã lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hát. Ngày 9 tháng 2, Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định xử phạt cô đồng Hát vì vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý, các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc với mức phạt là 7,5 triệu đồng. Ngày 10 tháng 2 vừa qua, tại trụ sở của Bộ Quốc phòng ở Hà Nội đã diễn ra hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, 76 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Việt Nam đã được giao nhiệm vụ lên đường tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tối ngày 12 tháng 2, tại sân bay Nội Bài, đoàn đã bắt đầu di chuyển lên máy bay chính thức sang Thổ Nhĩ Kỳ, hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả do thảm họa động đất gây nên. Thiếu tướng Phạm Văn Tị cho biết, nhiệm vụ tìm được nạn nhân còn sống là nhiệm vụ ưu tiên số 1. Nhiệm vụ thứ 2 của đoàn là tìm kiếm thi thể của các nạn nhân bị vùi lấp. Đây cũng chính là lý do mà đội cảnh khuyển tinh nhuệ từng tham gia vào cuộc tìm kiếm cứu nạn sau thiên tai được mang theo với kỳ vọng với khứu giác nhạy bén, đội cảnh khuyển sẽ hỗ trợ đoàn cho công tác tìm kiếm nạn nhân. Nhiệm vụ thứ 3 là giúp đỡ người dân nước bạn trong thời điểm khó khăn thông qua thuốc men, hàng hóa và trang thiết bị cứu trợ mà đoàn mang theo. Điều này cũng thể hiện trách nhiệm, vị thế của đất nước ta trước bạn bè quốc tế và trước mối quan hệ đối tác với Thổ Nhĩ Kỳ. Hòa trong không khí rộn ràng của mùa Valentine tại Thành phố Hồ Chí Minh, buổi sáng ngày 14 tháng 2 vừa qua nổi bật với hình ảnh một thanh niên mặc trang phục xe ôm công nghệ, đội mũ bảo hiểm rồi cưỡi ngựa đi lại trên nhiều tuyến đường trong trung tâm thành phố. Vụ việc đã thu hút ánh nhìn của đông đảo người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, cản trở việc đi lại của nhiều xe khác trên đường. Đồng thời, đoạn video quay lại hình ảnh anh N cưỡi ngựa giữa trung tâm thành phố nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, khi anh N cưỡi ngựa đến giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, quận 3 thì bị cảnh sát giao thông thuộc đội tuần tra dẫn đoàn kiểm tra. Đội tuần tra đã lập biên bản xử phạt anh N về lỗi điều khiển xúc vật đi vào phần đường của xe cơ giới, không đủ dụng cụ đựng chất thải của xúc vật hoặc không dọn sạch chất thải của xúc vật thải ra đường, hè phố. Theo đó, người này bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng với mỗi hành vi vi phạm của mình. Trong quá trình làm việc, anh N chia sẻ anh được hãng xe ôm công nghệ thuê để làm quảng cáo và không ý thức được việc mình cưỡi bạch mã dạo phố là hành vi vi phạm. Sau khi lập biên bản và xử phạt, cảnh sát giao thông đã yêu cầu anh N thuê xe tải chở ngựa về lại trang trại ở huyện Bình Chánh. Kính thưa quý vị, để mang đến cho các bạn sinh viên của trường những thông tin hữu ích, những câu chuyện thú vị đã, đang và sắp diễn ra tại UFM, mời quý vị cùng đến với chuyên mục PVT 360 độ do các bạn phóng viên, biên tập viên của câu lạc bộ truyền thông phóng viên trẻ UFM thực hiện. Xin mời các bạn. Xin chào biên tập viên Hồng Quân, xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin điểm tuần của Trường Đại học Tài chính Marketing. Hôm nay, Lan Anh rất vui khi được mang đến cho quý vị những thông tin chính thức về các hoạt động của nhà trường, đoàn, hội, khoa và thông tin đến cho sinh viên UFM về các thông báo của nhà trường trong thời gian sắp tới cùng với chuyên mục Phóng viên trẻ 360 độ. Quý vị thân mến, Trường Đại học Tài chính Marketing vừa ra thông báo về việc mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn dành cho sinh viên hệ chính quy đợt bổ sung. Ngày 7 tháng 2, nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên các khóa bậc đại học chính quy về việc đóng tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn năm 2023 đợt bổ sung. Đối tượng tham gia bao gồm tất cả sinh viên hình thức chính quy đang theo học tại trường chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn năm 2023. Cụ thể,
tổng mức phí đóng bảo hiểm y tế 670.500 đồng trên một sinh viên và có thời hạn trong 10 tháng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 30% tương đương với 201.150 đồng, sinh viên đóng 70% tương đương với 469.350 đồng. Thời hạn đóng bảo hiểm bổ sung diễn ra từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2023. Vì vậy, phóng viên trẻ 360 độ có lời nhắc đến các bạn sinh viên hoàn thành khoản phí đúng kỳ hạn. Quý vị thân mến, vừa qua Phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Tài chính Marketing vừa ra thông báo mới nhất về việc tạm dừng học đối với các lớp có học phần từ ngày 20 tháng 2 năm 2023 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023, tức 3 tuần thuộc chương trình chuẩn khóa 22D. Cụ thể, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến giảng viên và sinh viên thuộc các lớp học phần dưới đây về việc nghỉ học các học phần chuyên môn trong chương trình đào tạo có lịch học từ ngày 20 tháng 2 năm 2023 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023, 3 tuần, để sinh viên thực hiện lịch học giáo dục quốc phòng an ninh, đợt học 4. Cụ thể, các lớp học phần nghỉ học từ ngày 20 tháng 2 năm 2023 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023, 3 tuần, có danh sách kèm theo, đồng thời được đăng tải trên website uis.ufm.edu.vn. Sau thời gian nghỉ trên, giảng viên và sinh viên tiếp tục thực hiện lịch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm 2023 theo lịch đã thông báo. Các bạn sinh viên hãy cập nhật website trường để ghi nhớ danh sách. Chúc các bạn có một mùa quân sự ý nghĩa và lưu giữ nhiều kỷ niệm. Quý vị thân mến, ngày 19 tháng 2 vừa rồi, trận chung kết bóng đá nam khoa kế toán kiểm toán vừa được diễn ra với sự hưởng ứng đông đảo của các bạn sinh viên thuộc các khoa. Giải bóng đá được diễn ra thường lệ hàng năm nhằm mục đích hưởng ứng phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cũng như tạo ra một sân chơi lành mạnh, giúp các bạn sinh viên giải tỏa căng thẳng, cân bằng giữa học tập và rèn luyện sức khỏe. Tại trận chung kết, thành viên của hai đội đã thi đấu vô cùng bùng cháy, hết mình để giành lấy chiếc cúp vô địch và chiến thắng đã nghiêng về đội FC Văn Phòng với tỷ số 5-1. Hy vọng rằng trong tương lai, các khoa sẽ ngày càng tổ chức nhiều hoạt động rèn luyện sức khỏe hơn nữa để làm phong phú hơn môi trường học tập của các bạn sinh viên tại UFM. Quý vị thân mến, danh sách sinh viên các khóa trình độ đại học cao đẳng chính quy bị hủy học phần học kỳ 1 năm 2023 do không hoàn thành học phí đúng thời hạn. Ngày 6 tháng 2 vừa qua là hạn cuối đóng học phí học kỳ 1 năm 2023. Tuy nhiên, nhiều bạn sinh viên vẫn chậm trễ trong quá trình hoàn thành học phí đúng hạn. Do đó, Trường Đại học Tài chính Marketing đã tiến hành hủy học phí các học phần đăng ký trước đó. Đến ngày 13 tháng 2, Phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Tài chính Marketing đã chính thức thông báo danh sách đầy đủ của sinh viên các khóa trình độ đại học, cao đẳng chính quy bị hủy học phần học kỳ 1 năm 2023 do không hoàn thành học phí đúng thời hạn. Danh sách đã được đăng tải trên trang web uis.ufm.edu.vn. Những tin tức đáng chú ý vừa qua cũng đã khép lại chuyên mục Phóng viên trẻ 360 độ kỳ này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ, xin được quay lại trường quay cùng với biên tập viên Hồng Quân. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tuần kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi đóng góp ý kiến và cần hỗ trợ thông tin, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email truyền thông@ufm.edu.vn. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên fanpage và kênh YouTube của Trường Đại học Tài chính Marketing.